Xin chào quý cô bác anh chị. Yêu thích trồng cây khoai sọ. Đây hôm nay em ra vườn khoai. Em cũng quay cho các cô bác anh chị xem cái vườn khoai của em và cũng trả lời cho một số bà con cô bác hỏi em ở trên kênh. Có những bạn lấy giống khoai của em là được 2 tháng rưỡi, gần 3 tháng rồi thì bạn bảo chị ơi tại sao khoai nhà em đang tự nhiên tốt lắm là tốt, xong rồi là dọc nó cứ héo rũ. Chắc là cũng giống như cái vườn khoai này đúng không ạ? Cô bác anh chị ơi, đây vườn khoai này chính xác từng ngày một là em rung trồng thì hôm nay là được 2 tháng 15 ngày. Mới được 2 tháng 15 ngày thôi ạ. Đây. Cô ba anh chị nhìn này, nó héo rũ cái dọc của nó như thế này rồi. Thì bây giờ khoai này là thứ nhất là nó cũng già, thứ hai là đợt này nó nắng quá, nắng khô trắng đất ra này, thế nhưng mà nó cũng là già khoai rồi đấy ạ. Đây em dùng bới thử cho cô bác anh chị xem này. Đấy, củ đây à. Đấy, cô ba anh chị nhìn thấy chưa ạ? Đấy, nhìn rõ chưa ạ? Đấy, củ khoai đấy. Đây. Thế mà cái dọc cây của nó là nó héo như thế này thì kệ nó, đến thời điểm là nó sẽ lụi thôi ạ. Đây như khóm này thì nó còn xanh tươi hơn một tí nhưng mà nó cũng là dấu hiệu của khoai già rồi đấy ạ. Đấy, kệ nó. Bây giờ là thường thường như em trồng cái mùa này là nó chỉ có 2 tháng rưỡi thôi. Đây như những cái mầm non này của nó là nó cũng đang lụi đây. Đây, em bới. Đây, củ, củ lên hết rồi đây này. Đất cứng quá, đất cứng quá. Em dùng tay bới là không bới được. Này là nó vòng như cái dế ạ. Nó chui lủi ở bên dưới. Nếu như mà cô bác anh chị trồng vào cái mùa kia thì nó cứ phải 3 tháng. Chứ còn cái mùa này là em trồng cái đợt đấy thì trồng xuống xong một cái là nó mọc ngay ạ. Nó vừa ấm nó vừa ẩm nó mọc ngay. Thế xong rồi thì là thời tiết nó ấm thì nó phát triển nhanh thì cái thời gian sinh trưởng của nó kéo rút ngắn lại. Thế còn nếu như cô bác anh chị mà trồng ví dụ như bây giờ mà trồng thì thứ nhất là thời tiết nó rét. Thứ hai nữa là nó hạn, nó không mọc ngay thì chúng ta không thể tính được bằng ngày bằng giờ. Thì chúng ta chỉ có khi có trồng xuống có khi hàng tháng rồi nó không mọc ấy ạ. Thì chúng ta không thể tính ngày tháng ấy được. Đấy, đây thực tế đây này, nó già quá, nó lụi. Đất khô quá đây, nó đang nứt hết cả đất đây này. Khô quá củ đây nhưng mà không bới được ạ, cứng quá. Cứng quá. Khoai này của em là khoai ngắn ngày. Khoai khoai 2 tháng rưỡi 3 tháng đấy ạ. Đất cứng quá. Không mới được. Đây củ đây ạ. Đấy. Tràn lan vằng vằng như cái giấy ấy. Cứng lắm, cứng lắm, không bới được. Này, củ hết đây. Tầng trên tầng dưới của mẹ đẻ ra của con đẻ ra của cháu. Đấy, khoai đấy ạ. Thì như cái khoai này, nếu như chúng ta thu hoạch để mà ăn thì chúng ta có thể thu hoạch được rồi. Củ này thì nó vẫn còn lớn. Đấy, lớn nhưng mà lớn ít nữa thôi ạ. Đấy, thế nhưng mà nếu như mà là khoai để chúng ta làm giống thì chúng ta hãy để cho nó lụi. Lụi ít nhất là như những khóm này. Như những khóm này. Đấy. Thì chúng ta mới thu hoạch để làm giống thì nó mới chắc ạ. Nó mới già khoai. Thì hoặc là để lụi hết sạch, không còn một cái dọc nào bên trên. Đồng thời bên dưới là cái rễ của nó cũng ngắn. Nó nũn nó thối hết rồi thì là củ nó già thì chúng ta thu hoạch để làm giống. Chứ còn những cái cây mà dọc nó vẫn còn xanh xanh như thế này á, thì là nó mới được khoảng độ 80-85% thôi. Thì các bác anh chị hãy để cho nó lụi hẳn đi thì cái củ khoai của chúng ta nó vừa già và nó vẫn có phát triển, nó tròn, nó mập mập củ khoai ạ. Đấy, đây là
Khoai em rung trồng bằng cái củ khoai mẹ, khoai cái, khoai mẹ của nó. Đấy, và những cái củ con, củ nhỏ, nhỏ xíu. Chứ để mà nói cái củ khoai to đẹp thì em dùng thường làm khoai thương phẩm, khoai ăn, khoai bán của ba anh chị nhé. Đấy, và đây cái video này em dùng cũng giải đáp cho một số các anh chị. Nó rất nhiều tên nên là em cũng không nhớ được hết. Thì trong đó có bạn Đình Thi, bạn Quang Vũ và anh Ngọc Sáng, một số anh chị em ở khắp mọi miền Tổ quốc hỏi em là cái khoai này là trồng chính xác là bao nhiêu ngày. Thì đây của em Dung là mới được có 2 tháng 15 ngày, gọi là 2 tháng rưỡi ạ. 2 tháng rưỡi nó đã như thế này rồi. Thì cái này là nửa tháng nữa, 15 ngày nữa thì nó lụi không còn một cái dọc nào đâu ạ. Đấy là chính xác khoai của em, nó là khoai khoai ngắn ngày 3 tháng đấy ạ. Đây là những khoai khóm dọc xanh. Còn đây em Dung có một khóm gọi là khoai dọc tím. Khoai dọc tím mà khoai 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 lủi, khoai sọ đấy ạ. Đây. Củ đây, em làm mới cho khoai sọ cho các cô bác anh chị xem. Ôi, đất cứng quá. Đất cứng quá, đất khô quá, cứng quá, em dùng không tưới được ấy. Nhưng mà nó đấy, củ đấy ạ. Đấy, đây là khoai dọc tím. Thì cũng như em Dung mô tả là khoai dọc tím thì củ nó tròn hơn, tròn hơn là cái khoai dọc xanh. Nhưng mà khoai dọc tím thì bây giờ cô bác anh chị hãy thu hoạch từ khi nó thế này nhá. Chứ nếu mà để nó lụi thì đương nhiên là cái củ mẹ này nó sẽ bị sượng. Còn bây giờ thì cái củ mẹ nó vẫn không bị sượng ạ. Nên nếu mà nó lụi hẳn thì là củ mẹ của nó hay bị sượng. Đấy. Và video của em Dung chia sẻ đến đây là tạm dừng. Cảm ơn cô bác anh chị đã theo dõi. Nếu ai có nhu cầu về trồng cái cây khoai này mà thắc mắc gì thì thứ nhất là lên kênh của em Dung. Thứ hai nữa là gọi trực tiếp điện thoại cho em Dung theo số điện thoại 0898717146 hoặc Zalo 0349015091 thì em Dung sẽ chia sẻ và hãy giải đáp cho bà con cô bác anh chị. Xin chào và hẹn gặp lại bà con cô bác anh chị ở những chia sẻ tiếp theo.